3 câu hay sai nhất trong phần biển báo cấm. Đầu tiên là biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải. Thì ở câu này có rất là nhiều bạn hay đánh đáp án số 4 này. Người ta hỏi là biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải, thì mình lại chọn đáp án số 4 là cả ba biển thì sẽ bị sai. Thì giải thích cho cái câu này á, thì cái biển số 3 á là nó vẽ ô tô, tức là nó chỉ cấm ô tô thôi. Mà đây người ta hỏi là cấm các phương tiện, tức là cấm toàn bộ luôn. Mà cái biển số 3 nó chỉ cấm mình ô tô à, cho nên nó chưa được gọi là cấm các phương tiện. Cho nên là khi mà các bạn đánh vào cả ba biển đáp án số 4 là các bạn sẽ bị sai liền. Thì đáp án đúng ở câu này nó sẽ là biển 1 và biển 2. Nó không có vẽ cái gì ở trên biển hết thì nó sẽ gọi là cấm các phương tiện. Tiếp theo là câu số 328. Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái. Ở câu này cũng có rất là nhiều bạn chọn đáp án số 2 à, chưa hiểu về biển báo. Thì khi người ta hỏi là được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái, thì cái biển số 2 nó đang thuộc trong cái nhóm biển báo hiệu lệnh phải thi hành mà, đúng không? Bắt buộc phải rẽ trái, nó là biển báo hiệu lệnh bắt buộc phải rẽ trái. Mình không được đi thẳng, không được rẽ phải, không được quay đầu. Mà cái đề người ta đang hỏi là biển nào xe được phép quay đầu, thì cái biển số 2 nó có được quay đầu đâu. Vậy thì câu này mình sẽ đánh vào đáp án số 1 là đáp án chính xác. Tiếp theo câu hỏi số 330. Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào. Thì khi mà gặp cái câu hỏi này có rất là nhiều bạn lại đánh vào đáp án số 1 à, thì đáp án số 1 nó cũng đúng rồi, nhưng mà nó thiếu. Tại vì biển 1 là đường cấm mình không được phép đi vào là chính xác. Nhưng biển số 2 là cấm đi ngược chiều mình cũng đâu có được đi vào đâu. Cấm đi ngược chiều, nếu mà mình đi ngược chiều là mình vi phạm rồi nữa. Nếu mà mình được đi ngược chiều thì người ta đã không cấm làm gì. Biển này là biển cấm đi ngược chiều thì nó thường hay đặt ở những cái đầu tuyến đường một chiều và không cho phép chúng ta đi vào à, và cái lỗi đi ngược chiều phạt rất là nặng nhé. Thì ở câu này mình phải đánh đáp án số 3, đó là biển 1 và biển 2 là không được phép đi vào. Chúc tất cả các bạn làm bài thi của mình được thật là tốt.